Còn theo thông tin mới đây từ Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong 14 ngày qua, tại thủ đô đạt tỷ lệ 1 ca mắc trên 100.000 dân trong một tuần. Với những dữ liệu đó thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định là công bố cấp độ dịch COVID-19 trên toàn địa bàn thủ đô. Theo đó hiện thành phố ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19. Với 30 quận, huyện, thị xã, thành phố xác định tất cả độ cấp độ 2, 245 xã phường đạt cấp độ 2, 332 xã phường đạt cấp độ 1 và cả hai xã thị trấn ở cấp độ 3. Cụ thể, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai và xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh trong 14 ngày qua ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng ở cấp độ dịch 3, màu cam. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 trên địa bàn thủ đô là 98% tức là đã vượt mức tối thiểu 70%. Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên được tiêm vaccine đủ liều COVID-19 là 48%, chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%.